23. Phẩm xảo tiện. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Làm sao tu tập tam ma địa không vô tướng vô nguyện, làm sao nhập tam ma địa không vô tướng vô nguyện, làm sao tập bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, làm sao tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, làm sao tập các pháp bồ đề phần khác, làm sao tu các pháp bồ đề phần khác. Phật bảo thiện hiện các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, nên quán sắc uẩn cho đến thức uẩn đều không, nên quán nhãn xứ cho đến ý xứ đều không, nên quán sắc xứ cho đến pháp xứ đều không, nên quán nhãn giới cho đến ý giới đều không, nên quán sắc giới cho đến pháp giới đều không, nên quán nhãn thức giới cho đến ý thức giới đều không, nên quán nhãn xúc cho đến ý xúc đều không, nên quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều không, nên quán địa giới cho đến thức giới đều không, nên quán nhân duyên cho đến tăng thượng duyên đều không, nên quán vô minh cho đến lão tử đều không, nên quán bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa đều không, nên quán pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không đều không, nên quán chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ đều không, nên quán thánh đế khổ tập diệt đạo đều không, nên quán bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo đều không, nên quán bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc đều không, nên quán tám giải thoát cho đến mười biến xứ đều không, nên quán pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện không, nên quán tịnh quán địa cho đến Như Lai địa đều không, nên quán cực hỷ địa cho đến pháp vân địa đều không, nên quán tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa đều không, nên quán năm loại mắt, sáu phép thần thông đều không, nên quán mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng đều không, nên quán đại từ đại bi, đại hỷ đại xả đều không, nên quán 32 tướng, 80 vẻ đẹp đều không, nên quán pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả đều không, nên quán trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đều không, nên quán quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề đều không, nên quán tất cả hành đại bồ tát, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật đều không, nên quán pháp hữu lậu vô lậu đều không, nên quán pháp thế gian và xuất thế gian đều không, nên quán pháp hữu vi vô vi đều không, nên quán pháp quá khứ vị lai hiện tại đều không, nên quán pháp thiện bất thiện vô ký đều không, nên quán pháp của dục giới sắc giới vô sắc giới đều không. Thiện hiện, khi đại Bồ Tát ấy quán như vậy thì tâm không loạn. Nếu tâm không loạn thì không thấy pháp,